chưa ạ? Website này cũng khá là đơn giản thôi. Thì có các đầu tiên là các phần danh mục về tin tức về kinh tế xã hội thế giới vân vân. Ở dưới đây là cũng có phần slide. Slide thì hiển thị các tin tức nổi bật. Khách hàng có người sử dụng ấy có thể kích vào trực tiếp vào cái slide này để sai lỗi. Kích trực tiếp vào đây để đưa đến trang thông tin về tin tức. Ở đây thì sẽ hiển thị tất cả các tin tức nổi bật của website. Dưới này thì bên tay trái này sẽ là phần sidebar thì các tin tức nổi bật mà của chị muốn hiển thị lên website. Và tiếp theo thì ở dưới này sẽ là các phần tin tức về của từng danh mục con là kinh tế, thể thao, phóng sự. Những cái tin tức này thì những tin tức nổi bật của từng cái danh mục con đó. Ở dưới đây thì em sẽ hiển thị phần video, sẽ liên hệ với phần YouTube để hiển thị các cái tin tức nổi bật của kênh YouTube của tin tức đấy ạ. Và dưới đây là phần slide về tin tức của website. Khi mà khách hàng người sử dụng kích vào phần tin tức ở dưới đây ạ, ở đây thì em sẽ làm chủ yếu về tin tức về thể thao thì sẽ đưa đến khách hàng đưa người dùng đến trang tin tức về thể thao. Ở đây sẽ hiển thị tất cả các danh mục về tin tức thể thao. Ở đây em cũng sử dụng phân trang để phân trang cái tin tức này ạ. Để xem chi tiết của tin tức này thì mình kích vào trực tiếp vào tin tức này để đưa đến trang thông tin chi tiết của tin tức. Thì ở đây sẽ hiển thị các tin tức về thể thao nổi bật. Và dưới đây thì người sử dụng thì có thể xem trực tiếp cái tin tức đấy ạ, mà website đưa lên kênh YouTube của mình. Thì phần frontend của em thì cũng khá là đơn giản đấy ạ. Tiếp theo thì là phần về admin ạ. Ở đây, admin đây. Phần admin của em thì cũng có các chức năng đơn giản như là phần tin tức, thêm sửa xóa tin tức. Ở đây có thể thêm sửa xóa tin tức của mình ạ. Tiếp theo là phần danh mục của tin tức. Danh mục tin tức thì cũng có các danh mục con, ở các danh mục lớn như là sức khỏe, sự kiện thể thao. Và người quản trị đều có thể thêm sửa xóa được cái danh mục này ạ. Và cuối cùng là phần video. Video này thì em sẽ lấy liên kết với kênh YouTube của website. Thì nếu muốn đăng cái video này lên website thì người người quản trị chỉ cần copy cái đường link của kênh YouTube và paste vào đây ạ. Kèm theo đó là tên của tin tức và tên của tin tức nữa. Thì video sẽ hiển thị lên lên trang trang của website ạ. Thì cái trang Lazada của này, em thì cũng làm khá là đơn giản ạ. Thì phần trình bày của em đến đây là hết ạ. Ok, chị hỏi một chút là Công đã làm được hai web như thế này thì có nhận